Rồi lại một siêu phẩm hàng hot nha. Buta 265. Em bán lên lúc mấy con rồi đó. Giờ mới về thêm một con nữa. Có máy che đầy đủ luôn nha. Buta 265. Ben cơ luôn nha. Ben cơ số cơ trợ lực lái. Máy che luôn nha. Con này đẹp gần như toàn diện rồi đó. Lốp trước đã thay lốp mới nha mấy bác nha. 7/16 nha mấy bác. Lốp sau là chạy lốp 12.4/24. Lốp sau này lốp riêng của Nhật nhưng mà nhìn còn nét lắm nha. Nhìn rất là đẹp. Qua tình trạng đùi của nó thì mấy bác có thể coi này. Khô ráo sạch sẽ, bên Nhật về như nào là bên em để như vậy luôn á. Xe này gần như chưa dọn luôn nha mấy bác nha. Ốc dấu ốc gần như chưa có một dấu cà lê mà lết thôi. Rất là đẹp. Móc cái hộ đủ luôn. Kỳ đỉnh luôn nha. Đấy, mấy bác có thể coi đùi nữa này. Cỡ này thì chứ cỡ nào nữa. Giờ rất là đẹp. Cực kỳ đỉnh, một con 265. Có máy che. Con này chạy 851 giờ. Rất là VIP. Đùi trước đây. Mấy bác cứ coi đùi riết rồi coi cho sẵn sàng hết rồi chắc em cho mấy bác coi máy. Bên đây thì nó hơi rươm một tí. Và bên em sẽ làm lại hoặc làm cho nó sạch là nó sẽ hết. Mới về luôn, mới về luôn nha, chưa dọn nha, mới về tức thì luôn, tối qua. Đây mấy bác có thể coi gầm nó này. Rất yên tâm, con này dọn ra được thì thôi tuyệt vời. Có nhiều bác thích coi xe chưa dọn thì đây, xe chưa dọn là như thế này. Con này nó đẹp sẵn rồi, không cần phải dọn đẹp gì hết. Bên em để vậy là đưa ra là quốc thôi. Đây, ốc. Nó còn xanh rì luôn nha mấy bác nha. Con 265, 26 không lại nó đâu. 265 này bác. Đánh chiêm được cơ 4 máy. Tập cơ 4 máy nha mấy bác. Đây là cái chỗ họ lấy số máy số khung này. Bên em cũng chưa ăn xịt rửa cho nó sạch sẽ ra. Bếp kim nha mấy bác nha. Bếp kim. Đây, trong đây nó còn dơ mem luôn này. Bên Nhật về như vậy đó. Đây, ốc này. Để cho mấy bác coi qua một con ốc ở đây cũng được. Đấy. Yeah. Xe thì đẹp tuyệt vời. Bếp kim. Cơ 4 máy 26 ngựa nha. Đây, mấy bác có thể coi qua nách đậy đẹp này. Coi này. Dàn bếp. Xe này chất lắm nha. Chưa dọn mà được như này phải đơn giản đâu. Nếu coi ốc u dê đây chưa đụng luôn. Đây, lúc B. B của nó nha. Nó bị bong cái lớp sơn đấy. Chưa phải nứt đâu. Rất yên tâm. Đấy, bong cái lớp sơn nha. Rin luôn nha. Coi xe là phải coi như thế này mới chính xác 100% nha mấy bác nha. Rất là VIP. 265. Rồi, để em qua đây cho mấy bác coi cho cụ thể. Cái xe này rất là tuyệt vời.
cổ bô còn trắng luôn này. Đấy. Đây mấy bác coi con đây, coi heo bếp nó này. Thấy chưa? Ốc heo bếp nó này. Cỡ này đi chứ cỡ nào nữa mấy bác. Đình đám chưa có dấu cà lê luôn nha mấy bác nha. Bếp dầu đó chưa có dấu cà lê đục luôn. Hàng Nhật nó xài đỉnh cao chất lượng thiệt. Đây rau chân đồng, rau đậu kỳ lát á. Mới về là em quay lên cho mấy bác coi. Bố biết con này chưa dập vá một vết nào. Và để em nắp lại cái bạn này, test máy lên. Nói chung là rất là đẹp. Để lựa chọn con này thứ nhất. Về bao nhiêu lần hết bấy nhiêu nha. Đấy. Chưa dọn nha. Chưa hề dọn dẹp, chưa hề gì hết. Bên cơ luôn nha. Nữa coi cái bên nữa kìa. Chúng thấy không? Đó, có một cây phía trong kìa. Trong trong kia luôn kìa. Bên cơ nha. Đấy, cây phía trong đó đó. Là thành bên của nó, bên cơ. Chúng là cực kỳ đẹp. Cái xe này bán thì yên tâm 100%. Chưa dọn luôn mà nó cỡ này, số nó này. Đấy. Con này rinh luôn nha, chứ có một vết gì hết. Đấy. Em này ở bên Nhật chắc là đang phục vụ cho cái khu này quá. Không biết, mình không rành nha. Nhiều khi mấy bác rành lại kêu em như này như kia. Chỉ biết có cái tem đó. Rồi, để em test máy lên. Có nghe tiếng máy đấy chưa? Ép cái nổ. Ghê thiệt. VIP nha. Kì VIP luôn nha. Rồi, con này 135 triệu ngày mấy bác nha. Được alo em bán nha. 135 triệu con này. Đầu không nha.